Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là khay đựng rượu nhá, khay đựng rượu. Cái này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay nhựa như này. Đấy, một khay nhựa như này thì các bác để đá ở dưới, sau đó thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, con dung tích của con này thì đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính của nó là 18 cm. Nói chung là nó sẽ được vào khoảng là trên 1 lít các bạn, trên 1 lít. Thì con này các bác có thể dùng để đựng rượu. Và ngoài ra thì có tặng kèm cho các bác một cái can như này để các bác cũng múc đổ rượu luôn. Lên mã giúp cho em đó là khay đựng rượu nhé, khay đựng rượu. Giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là khay khay đựng rượu nhá. Đấy. Khay đựng rượu này. Khay rượu, lên cho em là khay rượu nhá. Đấy. Khay rượu giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 các bác nhá. 60.000 cho khay rượu như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đâu đó là vào khoảng là trên nó cũng vào khoảng là trên 1 lít đấy các bác. Đấy, đường kính của nó 18 cm, sâu thì vào khoảng là 10 sâu khoảng 10 cm. Thì nói chung là nó cũng vào khoảng là trên 1 lít các bác nhá, trên 1 lít. Đó, nó sẽ là một khay như này. Bên dưới thì bằng nhựa, bên trên thì bằng inox. Cái này bằng inox 304. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp. Bình thường nếu các bác mua một cái ca như này thôi cũng đã phải mất đi 40-50 nghìn rồi. Đấy, thế mà đây cả khay nhựa như này, cả một cái cốc như này, cả một cái cốc như này, đấy, cả một cái ca rót như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Thì nếu như bình thường thì các bác có thể lấy cái khay này ra mình sử dụng vào các cái công việc khác được, ví dụ như là mình múc canh, múc riêu hoặc là thử dụng làm nem, làm nộm, làm đồ ăn cũng ok thôi, dùng thường hàng ngày. Đó, còn khi mà mình uống rượu thì mình có thể rót rượu vào đây rất sạch sẽ luôn. Lên cho em là khay đựng rượu giá sẽ là 60.000 nhá. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái con máy rót rượu tự động nhá. Đây, máy rót rượu tự động này. Con này thì giá của nó sẽ là 270.000, 270.000. Ở đây thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy này, một cái âu đựng rượu này. Đấy, và một cái âu nhựa, nó cũng giống như cái khay kia. Đó, thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì ở đây thì khi các bác sử dụng thì bật cái cục nguồn lên cho em. Hai cái chén này thì là của em nhá, hai chén này là của em. Đây, các bác bật cái cục nguồn này lên này. Đấy, đặt vào này, cho rượu vào. Các bác chỉ cần đặt chén vào là cảm biến nó sẽ chảy rượu ra thôi. Đó, các bác đặt vào này. Đó, đặt vào là rượu nó chảy này, rất tiện ích luôn các bác thấy không? Đó. Lên cho em là máy rót rượu nhá, 270.000, hàng tự động, công tắc tắt bật ở đây, rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn. Đây, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, rót này. Đó, rót đều lắm các bác nhá, rót rất là đều luôn. Đó, các bác thấy không? Đó. Thì mình có thể tăng giảm lượng rượu ở đây nhá, tăng giảm lượng rượu ở đây. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là một khay inox này để đựng rượu này. Đấy. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng đá cho nó lạnh này. Đấy. Và một thân máy nhá. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây sạc luôn, kèm một cái dây sạc. Thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em, một lần sạc có thể là sử dụng được từ 5 đến 10 tiếng nhá, từ 5 đến 7 tiếng. Thì nói chung là các bác dùng để mình uống rượu, uống rượu là thoải mái luôn, ok, thoải mái luôn, một bữa nhậu thoải mái luôn. Đó, 270.000. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động giá sẽ là 270.000. Còn con này thì nó là khay rượu bình thường thôi. Thì các bác muốn uống khay muốn uống rượu lạnh thì các bác cho đây. Sau đó thì mình lấy kha này, cái thìa này mình múc nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là khay rượu 60.000, còn máy rót rượu thì giá sẽ là 270.000. Khay úp cốc nhá, khay úp cốc thì đầu tiên nó sẽ là khay tròn nhá. Đấy, khay tròn, lên cho em là khay úp cốc tròn. Con này thì rất đẹp luôn. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ấy nhựa như này. Lên cho em là khay úp cốc tròn nhá, khay úp cốc tròn, giá của nó sẽ là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim và mạ vàng 18 carat, siêu đẹp luôn. Các bác chỉ cần chụp cái cốc vào đây cho em là xong. Chụp cái cốc vào đây rất là ngon luôn. Nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, và có cái khay đựng như này. Cái này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác nhé. Hàng cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp luôn. Lên cho em là khay úp cốc tròn giá sẽ là 80.000 các bạn. 80.000 trong con này. Dày lắm các bạn, dày lắm. Các bác cầm vào là ưng ý luôn. Hàng của nó là hàng loại 1 cao cấp nhá. Hàng loại 1 cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Rất là đẹp, ôm trọn nhá, ôm trọn như này. Các bác úp những cái cốc vào rất vừa vặn và đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc loại vuông nhá, loại vuông như này. Loại vuông như này thì cũng rất là dày nặng và đẹp luôn. Con này thì dày nặng hơn nhiều. Đó, và nó sẽ có cho các bác là cũng 6 úp cốc luôn, 6 cái cốc như này. Đây, rất dày dẫn các bác này. Đấy, những cái hoa lá của nó rất là đẹp luôn. Hợp kim. Đấy, hợp kim mạ vàng 18 carat, siêu đẹp luôn. Khay úp cốc vuông nhá. Con này thì sẽ là khay úp cốc vuông này. Khay úp cốc vuông giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25-27 cm. Đó, và nó sẽ có 3 cái đường khay như này. Và cái này thì nó sẽ là để bên trên như này nhá. Khi nào có nước thì các bác đổ đi cho em.
Đấy, có nước thì mình đổ đi thôi. Đó, nó rất là tiện luôn. Đó, sạch sẽ. Kèm cho các bác vào một cái khay nhựa như này. Rất đẹp luôn. Cầm chắc nịch luôn nhá. Lên cho em là khay úp cốc vuông, giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, móc dán tường. Móc dán tường cái này sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. 10k cho một cái móc dán tường như này. Lên cho em là móc dán tường nhá, giá sẽ là 10.000 một chiếc. Hàng to đẹp, dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, các bác bóc ra dán vào cho em. Con này thì nó chịu tải được tới là 15 kg, à 8 kg nhá, chịu tải được 8 cân các bác nhá. Được chịu tải được 8 cân luôn. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Lên cho em là móc dán tường. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc nhá, 10.000 một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái móc treo quần áo này. Các bác lên cho em là đây, nó sẽ là một cái móc treo quần áo như này. Rất là tiện ích luôn. Đó, đây các bác này. Nó sẽ có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 cái như này nhá, 10 cái như này. Dài của nó thì vào khoảng 40 cm mà có 10 cái móc nhỏ. Lên cho em là lên cho em đó là dàn treo nhá. Lên cho em là dàn treo như này. Nó sẽ là cả một cái dàn treo như này. Và mỗi cái dàn này nó sẽ có một cái kẹp như này nhá. Đấy. Lên cho em là dàn treo. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Lên cho em là dàn treo này. Dàn treo. Đó. Dàn treo như này. Đấy. Nó sẽ là cả một cái dàn treo như này để các bác treo quần áo này. Đấy. Treo quần áo, treo đồ đoàn nhá. 30.000 một chiếc. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng thì bằng thép nhá, sơn tĩnh điện không gỉ này. Nó sẽ có cho các bác là 2, 4, 6, 8, 10 10 cái móc như này. Kẹp cực tốt luôn, kẹp chặt lắm. Các bác có thể dùng để mình quặc như này hoặc cọc ở đây. Đó, các bác có thể để cố định thì dùng cái này. Còn bình thường thì mình treo như này. Phơi quần, phơi áo, đồ quần áo lót, quần con. Rồi nói chung là các cái đồ đàn mình cần phơi thì mình kẹp ở đây cho em. Rất là tiện các bác này. Đấy, rất là tiện như này. Rất là tiện luôn, rất chắc các bác này. Đấy, rất chắc. Giá thì sẽ là lên mã giúp cho em đó là dàn treo, giá sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Tiếp theo là các bác lên cho em cái móc đơn nhá. Móc đơn giá của nó sẽ là 40.000 cho 10 cái này. 40.000 cho 10 cái. Cái này thì các bác treo như này cho em để mình cũng treo quần, treo áo, treo đồ đoàn rất là chắc luôn các bác này. Đấy, rất là chắc luôn. Đó. Lên cho em là móc đơn nhá. Con này thì nó sẽ làm cái móc đơn như này thôi. Đó, còn cái kia nó là dàn treo, còn cái này thì sẽ là móc đơn. Móc đơn này sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. 40.000 một chục nhá. 40.000 10 cái như này. Lên cho em là móc đơn, giá sẽ là 40.000 10 cái nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ mũi khoan tháp này. Đấy, lên cho em là mũi khoan tháp đỏ nhá. Đấy, mũi khoan tháp hộp của nó màu đỏ như này. Cho nên là lên sẽ là mũi khoan tháp đỏ bao gồm là 1 2 3 mũi khoan này. 3 mũi khoan và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen luôn. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan tazogen. Đấy, tổng là 6 chi tiết nhá. 1 2 3 4 5 6 chi tiết như này. Mũi to nhất của nó là 4 3 2 4 10 20 và 4 12. Đó. Tổng nó sẽ có 6 mũi, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen. Giá sẽ là 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp mũi khoan nhôm nhá, tặng kèm cây lấy dấu này. Đấy. Sẽ là một hộp bao gồm 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu như này nhá. 5 mũi khoan có kèm một cây lấy dấu như này. Đấy thì giá sẽ là bộ này thì giá của nó sẽ là đi 180.000 nhá, 180k. Đấy, hộp 5 mũi khoan nhôm kèm cây lấy dấu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Đây, Unica Japan hàng của Nhật này. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp này. Đó. Và một cây lấy dấu như này, một cây lấy dấu rất là đẹp luôn này các bác này. Đây. Lấy dấu các bác chỉ cần dập này là có dấu luôn này các bác này. Đấy. Dập nhẹ này là có dấu luôn thì các bác để dùng để mình đánh dấu, mình khoan khoách cái thứ rất là ok luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan đa năng nhá. Bộ này của nó thì sẽ là 5 mũi tất cả. Đấy. 5 mũi thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng 5 mũi. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác là 1 2 3 4 5 mũi khoan như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Khoan đa năng. Các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt trừ kính cho em nhé, trừ kính cho em. Còn bê tông, sắt, thép, gỗ đều khoan được hết. Nó là dòng mũi khế như này cho nên là các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó, giá sẽ là 100.000 nhé, 100.000 cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo. Đây, một cái chảo như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này các bác lên cho em là chảo 19 nhá. Đấy, chảo 19. Chảo 19 giá của nó sẽ là 35k. Chảo 19 sen, lên cho em là chảo 19 sen, đường kính của nó là 19 sen nhá. Đó. Chảo 19 sen.
đường kính 19 cm. Đấy, giá sẽ là 35.000, có quai cầm cho bác luôn, có quai cầm nhá. Có quai cầm đàng hoàng, chống chống dính rất là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính rất tốt luôn. Đấy. Chống dính này, có quai cầm này, chống dính này. Rồi các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu đều được hết, rất là dày luôn, rất là dày nhá. Đường kính là 19 cm. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi, nó sẽ có quai cầm như này, có quai cầm rất là tiện ích luôn. Đó, giá chỉ có 35.000 thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhá. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh tình chưa qua sử dụng. Đấy, đây. USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bác này. Đây. Đây. Nền đá hòa các bác này, đẩy nó không đi luôn các bác nhá. Đẩy nó không đi luôn các bác thấy không? Đó. Bám rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000. Các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này, máy trần cực kỳ là kỹ luôn, hàng đẹp, nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó, đây chất liệu của nó này các bác này, rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi, cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của Mỹ luôn. Đấy, các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy, 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy, cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy, Earpod đây. Đó, lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó, lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó, thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là con này thì các bác lên cho em là mũ lính xanh nhá, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh như này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy, thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy, và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy, 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng phít, cực kỳ là chắc chắn luôn.
nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá, rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chưa. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá, giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này, 140k cho mình em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên nói cho em là mũ cối, giá sẽ là 140.000, 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này, mũ của lính Mỹ này, đó là cái mũ mũ lưới nhá. Các bác lên theo là mũ lưới, con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây, đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ US này, đây American các bác này, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi, em đã có rất là nhiều video test rồi đập tiếp cho các bác xem rồi, nói chung là hàng chất lượng khỏi về bàn rồi các bác nhá. Đây, chất lượng khỏi về bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150k. Đó, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150k cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó thì nó cũng giống như con này, nó giống như con này thôi, nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết hàm hố hơn một chút. Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nhá. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy, còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá, bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn, dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy, nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích, không lo bị gọi là không lo bị ăn mòn, rồi là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi, nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất như này, thì nó có dây này là yên tâm, các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá, 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi, 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng, thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy, thắt lưng đại bàng này, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000, đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. đó, các bác lên mã giúp cho em đó cái đầu tay bóp thôi, 90k nhá, 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy, thì các bác có thể mua combo một mũ một thắt lưng. Đấy, hàng của USA, hàng của USA các bác này. Đấy, USA như này. Đó, giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bác này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá, USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy, 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z đây nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 các bác này. Đấy, thắt lưng Z. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng Z này thì giá của nó sẽ là 65.000 và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng xỏ lỗ như này.
nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này nó chắc chắn này. Đấy. Cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu, nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn. Con này dùng cũng rất là hay. Nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy. Đây, thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn. Không bao giờ phải lo phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy. Thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000. Con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Giá cả rất hợp lý rồi nhá. Rồi ok. Hello, chào bác, quay trở lại với số phẩm hớn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là củ sạc nhá. Cái này thì lên cho em là dây củ sạc màu vàng như này. Đấy, lên cho em là dây củ sạc màu vàng nhá. Đấy, là cả dây cả củ màu vàng như này. Thì cái này nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đa di năng cho các bác luôn. Đó. Đa di năng nhé. Con này thì công suất của nó sẽ là 120W nhé. 120W. Combo cho các bác cả dây cả củ như này thì giá của nó sẽ là đi các bác lên cho em là củ vàng nhé. Củ vàng này. Củ vàng. Giá của nó sẽ là 75k nhé. 75k cho một cái bộ cả củ cả dây như này. Cả củ cả dây như này nhé. Đấy, và đây nó sẽ là dòng dây đa năng. Nếu mà các bác mua nguyên dây thì giá của nó sẽ là 45.000 nhé. 45 đúng không? Hả? Mua nguyên dây thì giá sẽ là 45k cho một cái dây như này nhá. 45k cho một dây như này. 45.000. Dây này nó sẽ là một cái dòng dây đa năng. Các bác có thể giật ra như này này. Đấy. Giật ra như này thì nó sẽ là hai chân tai si này. Giật ra như này thì là hai chân tai si. Cắm vào thì các bác sẽ sử dụng được là chân của iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ sử dụng được chân của thằng USB này, chân USB. Đó. Thì các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu nhá. Dây này nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Còn cái này thì các bác lên cho em là củ vàng này. Củ vàng là 75.000. Đấy, củ vàng cộng dây giá sẽ là 75.000. Củ vàng cộng dây là 75.000 nhá. Còn nếu các bác có củ rồi mà mua nguyên dây như này, thì dây này là dài tầm khoảng là đi dây này dài khoảng gần 1 mét nhá. Đấy, dài khoảng là đi dây này thì dài khoảng gần 1 mét và nó sẽ là dây sạc 4 đầu nhá. Lên theo là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000. Đấy, rút ra bình thường thì nó sẽ là hai chân tai si này. Cắm vào thì các bác sẽ có cho các bác là một chân tai si, một chân iPhone này. Và cắm vào nữa thì các bác sẽ có cho em là một chân iPhone và một chân USB này. Nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, thì các bác có thể cắm vào như nào cũng được. Đó, dùng iPhone cũng được, mà dùng Type-C cũng được, mà dùng USB cũng được. Đó, đa di năng như này. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Tiếp theo thì nó sẽ là về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mã sản phẩm đó là cái búa vàng nhá. Lên cho em là búa vàng. Ở đây nó sẽ là một con búa như này. Đấy, một con búa như này. Ở đây thì trong này nó sẽ là một cái tô vít nhá. Tô vít như này. Tô vít và cái tô vít này thì nó sẽ có thêm một cái tô vít bé này nữa này. Đấy, một con tô vít bé như này. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cho các bác là một cái đầu mũi như này nhá. Một cái đầu mũi như này. Thì các bác có thể lắp vào đây này. Đấy. Các bác có thể lắp vào đây như này. Đấy, một con búa rất là đa di năng luôn. Đây, xoáy ra này. Xoáy ra. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Nói chung là con này thì cực kỳ là đa di năng luôn. Rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm. Đấy, các cái đầu mũi vít các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đó, đầu vít như này. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Lên cho em là búa vàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi. Các bác lên cho em là búa vàng nhá. Búa vàng chiều dài của nó thì vào khoảng là 15cm. Dài khoảng 15cm. Và cái phần thân búa này thì nó vào khoảng là 4-5cm. Nói chung là rất là chắc luôn. Con này rất là chắc luôn này các bác. Đấy, dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng để làm thợ làm nghề rất là thích luôn. Đấy, chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Lên cho em là búa vàng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con búa vàng như này. Lên mã giúp cho em là búa vàng, giá sẽ là 60.000. 60.000 một em búa vàng như này thôi. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc là chế đồ, làm nghề ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con cưa xích nhá. Đấy. Đây. Đấy, cưa pin nhá. Con này cưa bằng pin. Đấy, cưa bằng pin như này. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy. Có cho các bác là hai viên pin luôn, hàng của thương hiệu Makita. Đây. Rất là ngon luôn. Đấy.
khi các bác về thì các bác lắp cho em cái phần lam này vào này. Cái này thì em cũng không tiện lắp, về nhà thì các bác xoáy cho em lắp cái phần lam này vào đây, lắp phần lam vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp cái phần lưỡi xích này vào, phần lưỡi này vào nó sẽ có cho các bác là hai bộ lưỡi luôn, hai bộ lưỡi này, hai quả pin này, hai quả pin, một cáp sạc nhá. Đấy, khi các bác nhấn thì nhấn cho em cả cái này luôn, đó, nhấn cả cái này luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? 420.000 mà các bác có tới bốn quả, hai quả pin luôn nhá, hai quả pin của Makita như này. Thì pin này các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng cho em vào các cái loại quạt kiếc đều ok hết, rất là tiện luôn. Đó, pin của Makita đây, thân máy rất là ngon như này. Giá sẽ là 420.000, lên cho em là máy cưa pin nhá. Đấy. Máy cưa pin này, đó. Máy cưa chạy bằng pin, giá sẽ là 420k, bao ship tận nhà cho bác luôn. 420.000 cho con máy cưa pin như này, bao ship tận nhà nhá, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là ca rượu nhá, ca rượu. Con này thì giá chỉ có 60.000 cho một cái ca đựng rượu như này thôi. Đó. Lên cho em là khay rượu nhá, một cái khay như này. Đấy, một cái khay hoặc một cái ca như này. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái khay nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng inox như này. Đấy, đường kính của nó là 18 cm. Có tặng kèm cho các bác là một cái ca múc như này luôn, một ca múc như này để mình rót này. Giá 60.000 thôi, bác nào hay uống rượu này. Đấy, nhà hay có khách khứa thì dùng con này nó rất là tiện. Khỏi phải dùng máy dùng móc nó lằng ngoằng, cái này các bác cứ đổ rượu ra đây để vào giữa mâm, thế là mình múc là mình ấy thôi. Ngoài ra thì đây nó sẽ là một con inox rất là dày, các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm, múc canh, múc riêu, múc đồ ăn. Ngoài ra thì con này các bác có thể tách ra, nếu mà mình không sử dụng thì mình đựng đá này, đựng thực phẩm này, nói chung đều ok hết. Hai con này các bác có thể tách rời để mình sử dụng riêng biệt, hoặc là mình dùng để đựng đá và cho rượu vào đây uống vừa mát vừa lành vừa ngon. Giá sẽ là khay rượu 60k thôi, khay rượu 60.000. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm nhá. Đấy, đây. Cái này là nụ trầm này, nụ trầm sẽ là 45.000 cho một hộp như này. Đấy, nụ trầm 45.000 cho một hộp này. Đấy, một hộp này thì của nó có tới là mấy chục nụ luôn. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tầm khoảng 20 nụ nhá. Đấy, tầm khoảng 20 nụ trầm như này. Giá sẽ là 45.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái nhang trầm nhá. Nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 thôi, 40.000 cho một hộp nhang trầm các bác nhá, 40.000 một hộp. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy. Bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là chổi các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn, hàng của công ty dày dẫn chắc chắn lắm các bác. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy, tiếp theo là cái phần lắp này, lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi, lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 mét, chiều dài của nó thì khoảng từ 1m3 đến 1m, tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây chưa? Cái này thì các bác xả ra này. Đấy, đây thì nó sẽ dài như này. Con này là khá dài luôn, nó sẽ là tầm khoảng 1m, tầm khoảng 1m, 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào chưa? Đó, và mình ấn cái này lên này, sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác là các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào. Đó, ấn cái này vào cho em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. À 200 xin lỗi các bác là 250.000. Đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn. Các bác theo. Đây.
Đấy, bát rất là ngon luôn. Đó, đây. Bát rất là ngon luôn các bạn thấy không? Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bạn này. Rất ngon lành luôn đó nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con này điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bạn. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy như này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k. 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin thì các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nha. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây. Thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ cái nút, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc, hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng chỉ trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng, rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này.
hàng của thương hiệu Philips này, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này, đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đây cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đây, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy, đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy, thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, bảo chị em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá. Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm này, tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá, các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên cho em là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Đó thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy vít chạy pin như này nhá. 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này.
Một hộp này 328 đầu. Giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá. 40.000 cho một viên con nhiệt như này thôi, 40.000. Đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này. Thuốc diệt kiến dán như này. Đấy thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này. Dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây. Viên của nó đây. Các bác bỏ vào trong khu vực như là tủ bếp này rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn. Kiến mẹ, dán con rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy. Lên cho em là môi xúc đá. Môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy. Môi xúc đá lạnh ấy. Đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này. Nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy. Cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy thì con này các bác dùng để mình đo vôn rồi đo ampere kế các thứ rất là ok luôn. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên. Bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn nhá, đo vôn, đồng hồ đo vôn, vôn kế, đồng hồ vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đây, về nhà các bác lắp pin vào cho em và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm kẹp dòng. Giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000. Con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 190.000. 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k. Đó. Đây. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá. Đồng hồ vôn kế này. Đồng hồ vôn kế giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3 5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này, giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này,
treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi là gì đâu nhá. Đèn móc, đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn, công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng, 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy, hình quả bầu quả bí như này rất là đẹp luôn. Đó. Hũ tăm bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy. Màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy. Lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho một hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc. 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bác. Đồng hồ mini nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em nhá. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá, đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi, bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính BK như này. Rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Đây, 20cm nhá, nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các bác nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi, 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường. Đấy, đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này, đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây, đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này, một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu cung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp.
giá sẽ là 60k nha, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút, đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá, hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này, và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá, hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150 cành nhá. 150 cành. Lên mã giúp em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy. Đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này. Các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy. Bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy. Các bác bóc cái này ra cho em. Bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây, sau đó thì các bác dán vào gan mặt chân cho em. Đó, dán vào gan mặt chân, rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác cho dán vào gan mặt chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích. Giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. Đấy, 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn. Đó. Vắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này. Đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá, 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Phương ơi. Một cái cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì
dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g, hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá, có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bạn này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá. Mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong. Đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi, 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này 130.000 cái đế nóng như này, cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này, điện 220, bát pha mì này 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy, tô pha mì như này. Đấy, lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá, có lô không nhá. Đó, đây rất đẹp luôn. Đấy, bên ngoài bằng nhựa chống nóng này, bên trong inox 304 nắp đậy cực kín luôn, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây nắp của nó kín lắm, nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá. Tô mì giá sẽ là 50k một chiếc, 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá, chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110k. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha, con này thì hàng chất lượng rồi, hàng thương hiệu Philips thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm, hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây rất là ngon luôn nhá, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy, những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá, con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây chân sạc của nó đây. Đấy, đây đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó, chắc lắm. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhá, giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá, 170k cho con tăng đơ của thương hiệu Philips như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10k một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một dây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy, an toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác còn một ít video dọc giấy nữa, thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Giá của nó sẽ là bao gồm cả dao cả lưỡi như này, nó sẽ là 7.000 một chiếc và 20.000 ba chiếc nhá. Giá thanh lý cho các bác giá tốt luôn. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, sẽ là 7k một chiếc thôi. Đó, và nếu bác nào mua 23 cái thì sẽ là 20.000. Nói chung là 7.000 thì lẻ quá em không bán được. Thôi em bán cho các bác là 20.000 ba chiếc nhá. 20.000. Đấy, mua là phải combo 3 con. 3 con 20.000 thôi, chứ còn 7.000 thì 7.000 thì nó hơi lẻ tiền, cho nên là em bán từ 3 chiếc trở lên. Bán thanh lý cho các bác 3 cái 20.000 nhá. 3 cái 20.000, còn mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 đi. Còn mua
combo thì sẽ là vẫn là 20.000 ba chiếc nhé, 20.000 ba chiếc giao đồng giấy này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái giá đỡ mài dao này, giá đỡ mài dao giá sẽ là 75.000, 75.000 trong con giá đỡ mài dao như này. Cái này các bác lắp vào cho em vào cái đầu máy khoan này, còn cái này thì các bác lắp vào cái đầu mài này. Đấy, lắp vào cái đầu mài như này. Đấy, sau đó thì các bác xoay như này cho em này. Đấy, và nó xoay này này, nó kèm cho các bác một viên đá luôn. Đấy, viên đá nó xoay thì các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện luôn. Nhà bác nào cũng có các cái loại máy khoan cầm tay này. Đấy, về nhà thì các bác bắt cho em con ốc vào đây, bắt con ốc vào đây là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000 cho cái giá đỡ mài dao như này, giá đỡ mài dao bao gồm cả giá cả viên đá luôn. Đấy, cả một viên đá mài như này có 75.000 thôi. Về nhà các bác lắp vào cái máy khoan, máy cắt, máy mài nhà mình cho em. Đây các bác này, con này thì cực kỳ đơn giản luôn. Về nhà thì các bác lắp lên một cái bản gỗ cho em đó, lắp lên cái bản gỗ này, đưa máy khoan vào đấy, đưa máy khoan vào, sau đó thì mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác thấy không, tiện ích vô cùng luôn. Con khoan này thì nhà nào cũng có rồi đó, về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi, rất là tiện các bác này đó. Giá thì chỉ có 75.000 thôi, đã kèm cả viên đá, cả một cái thân máy như này rồi đó. Về nhà các bác bắt vít vào cái tấm gỗ cho em đó, sau đó thì mình đưa cái máy khoan vào là mình sử dụng thôi đó, rất tiện ích luôn nhá. Lên mã giúp cho em là giá đỡ mài dao 75.000, của nó đi kèm cho các bác là cả ốc yếc đầy đủ nhá, ốc rồi bát rồi đầy đủ cho các bác luôn. Đây đấy, ốc bát đầy đủ như này. Về nhà các bác bắt vào đây đấy, cho vào đây này đấy, cho vào đây, xoáy ốc vào cho em này. Đấy các bác cho vào đây, mình xoáy ốc vào này đó, xoáy ốc vào này đó là xong. Đấy các bác thấy không, còn cái đầu này thì mình lắp vào trong cái máy khoan này, có kèm cả ốc vít cho các bác luôn, ốc vít để mình bắt vào gỗ luôn nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn, combo cho các bác, giá chỉ có 75.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp than trắng nhá. Đấy, bếp than trắng hôm trước thì em có về cái bếp nướng Mỹ thì đợt này hết hàng rồi, và về cái lô này lấy cái trước đây, về cái lô này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút, thì các bác dùng nó cũng tiện ích hơn và đỡ tốn than hơn nhá. Đấy, cái này thì khách hàng đánh giá là dùng nó ok hơn, nó gọn hơn và đỡ tốn than hơn. Đấy, các bác có thể gấp vào rất là gọn này. Đấy, các bác cứ úp như này thì em là nó tự gấp vào này, khi gấp vào thì nó rất là gọn như này con này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này đó, em gấp vào cho các bác xem đây. Khi gấp vào thì kích thước của nó chỉ có là đi 40 này, chiều dài là 40 nhá, dài là 40 đó, và chiều ngang của nó là 20 các bác nhá. Còn khi giả ra thì các bác cứ thả xuống như này thì em này nó sẽ ra này. Đấy, các bác tháo hai cái chân này ra này, giả hai cái chân này ra để xuống là cái khay này nó tự thấp xuống này. Đấy, và mở cái này ra này đó, thì nó rất là tiện ích luôn đó. Thì đây nó sẽ là một cái dàn như này để các bác đặt thịt nướng niếc lên này đó, và cái này thì nó sẽ tự nâng lên tụt xuống cho các bác, nó rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó, một con bếp nướng rất là xịn sò như này. Lên theo là bếp than trắng nhá, bếp than nó màu trắng như này, chất liệu của nó thì bằng thép nhá. Đấy, bằng thép như này. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000. 280.000 cho con bếp than trắng như này. Khi mà mình giả ra nhá, khi giả ra thì tổng cái chiều dài của nó sẽ là đi 68cm nhá, 68cm. Đó, tổng chiều dài là 68cm. Con này thì nó rất là gọn, và chiều sâu của cái phần đựng than này thì nó được 10cm, thì các bác cũng đựng than thoải mái. Nói chung là con này dùng để nướng thì rất là ngon, vừa xinh. Đấy, rất là gọn gàng luôn. Lên theo là bếp than trắng, giá sẽ là 280.000 thôi. 280.000 cho con bếp than trắng này, bao sim tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mã đồng hồ. Đấy, đó là đồng hồ, cái này giá bao nhiêu đây, đồng hồ Rolex nhá, về mẫu mới bản này to hơn, giá sẽ là 350.000. Đấy, bản này của nó sẽ là bản 40 nhá, bản 40. Đấy, bản 40 thì mặt nó to hơn cho nên cái giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. Trước thì em đang bán là 300 thôi. Đấy, đợt này thì sẽ là cái bản mặt to, Rolex bản mặt to, giá sẽ là 350.000. 350.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Đó. Có lịch nhá, có lịch luôn, có ngày tháng như này. Đấy, có lịch ngày tháng như này nhá. Đấy, và rất là đẹp luôn, có mặt vàng và mặt đen. Có mặt vàng mặt đen như này, một con đồng hồ Rolex cực kỳ đẹp luôn. Giá sẽ là 350.000 bao ship đến tận nhà nhá. Con này của nó thì nó là đồng hồ Rolex nhá, và nó là bản chạy bằng pin nhá. Đấy, chạy bằng pin này, đó. Bản chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin. Giá sẽ là 350.000. Đấy, size của nó là size 40 nhá. Size 40. Đó, và bản chạy bằng pin. Giá sẽ là 350.000, có mặt vàng và mặt đen. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ
cờ bằng gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ nó bằng gỗ như này. Giá thì sẽ là giá thanh lý cực kỳ tốt luôn. Đó. Quân cờ gỗ như này nhá. Đấy, quân cờ bằng gỗ như này. Giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 70.000 giá thanh lý cho bác còn là 50k nhá, 50.000. Đấy, quân cờ gỗ. Em còn có 2 bộ thôi. Giá thanh lý nốt cho bác 50.000 một bộ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái sáp ong để các bác làm bóng đồ gỗ này, làm bóng làm đẹp đồ gỗ nhá. Giá sẽ là 25.000 thôi. Sáp ong. Đấy thì cái này về các bác chỉ là lấy khăn này, sau đó thì các bác đánh lên đồ gỗ nhà mình, nó sẽ giúp làm bóng rất là tốt luôn. Làm bóng làm mới đồ gỗ rất là tốt nhá. Đấy, làm bóng làm mới và lên màu rất là tốt luôn. Lên cho em là sáp ong, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một lọ sáp ong như này. Đấy. Đây các bác này, các bác cứ đổ ra cho em, sau đó thì mình lấy khăn bông này hoặc là lấy cái mút biển mình lau lên cho em. Đó. Nó giúp làm bóng đồ gỗ rất là tốt luôn, như mới luôn các bác nhá. Đó, như mới luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 các bác này. Đấy. Lau đến đâu là bóng đến đấy luôn. Các bác thấy chưa? Đó, sáp ong làm bóng đồ gỗ này. Giá chỉ có 25.000 thôi mà lại cực kỳ là hiệu quả luôn. Lau đâu là bóng ở đấy. Đấy, rất đáng đồng tiền bát gạo nhá. Các bác về mình trang trí cho đồ đoàn nhà mình, các cái đồ gỗ nhà mình. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đèn đây. Đấy, con này thì các bác lên cho em đó, nó sẽ là một cái mã đèn siêu mini luôn. Thì em lên nó sẽ là đèn ngón tay nhá. Đấy, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Lên cho em là đèn ngón tay như này. Đó, đèn ngón tay. Giá thì chỉ có 40k cho con đèn ngón tay như này thôi. Đèn ngón tay này. Đó. Đèn ngón tay. Giá sẽ là 40k nhé. 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Có sẵn đèn và cáp sạc này. Thân của nó thì bằng nhôm nhá. Con này thì các bác dùng để mình đi gọi là đây, công tắc bật đằng sau có cáp sạc này. Đấy. Các bác dùng để mình gọi là đi đâu cũng được. Đấy, ban đêm ban điếc rất là tiện luôn. Nó nhỏ gọn này, dùng để mình đi làm này. Đấy, hoặc là đi ban đêm, đi học, đi hành về mà cần một con đèn để chiếu sáng này. Rất là sáng luôn các bạn, sáng lắm. Đây các bạn này, đó, sáng chưa? Mà theo, giá thì rất là hợp lý nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đó, chỉ có 40k cho một con đèn ngón tay như này thôi. Đấy, nó to hơn ngón tay cái của em một chút này. To hơn ngón tay cái một chút. Nhưng mà pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đây các bạn này, đấy, pha của nó này. Các bạn theo, đây. Đấy, một con đèn bé nhưng mà lại rất là có võ nhá. Lên cho em là đèn ngón tay nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho con đèn ngón tay như này. Đấy, nó sẽ chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 10 cm, hơn 10 cm một chút này. Đó, nó sẽ có là một cái đèn bên hông này. Đấy. Đây. Sáng mạnh này, nhấp nháy này, rồi một đèn bên hông nữa này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. 40.000 thôi. 40.000 nhưng mà công năng sử dụng thì cực kỳ nhiều luôn. Đèn ngón tay, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn mới nữa. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái mẫu đèn cũng khá là VIP luôn. Đó. Con này thì đây, đấy, cũng rất là sáng các bác này. Đây, con này thì sẽ là 70.000. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cổ tay nhá, đèn cổ tay. Nó to bằng cái cổ tay như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là to bằng cổ tay như này nhá. Nhưng mà các bác lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Đấy, tại vì là chiều dài của nó là 25 cm các bác. Chiều dài của nó là 25 cm thì em lên theo kích thước cho nó dễ. Đó, đây các bác này. Đây, rất sáng luôn. Bật về trước thì nó sẽ là cái đèn pha rọi như này. Pha rất là rọi luôn các bác này. Đấy, pha rất là rọi luôn. Các bác thấy không? Đó, bật về trước này. Còn khi mà các bác bật về đằng sau thì nó sẽ là một cái pha như này. Pha đứng như này thì các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước nhá. Và ưu điểm của con này ấy thì nó sẽ là chân sạc trực tiếp như này. Các bác chỉ cần cắm sạc vào ổ điện cho em là xong, không cần phải lằng ngoằng dây dợ nhá. Đấy, nó có rất là nhiều ưu điểm luôn. Dài thì là 25 cm, thì lên cho em là đèn 25 nhá, đèn 25. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70k cho một con đèn 25 như này. Lên mã lúc cho em là đèn 25, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con đèn 25 như này. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn nữa, đó là đèn xe nhá, đèn xe. Giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một con đèn xe như này. Con này thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác dùng để mình lắp vào xe đạp cho em. Đấy, lắp vào xe đạp các bạn. Đấy. Nó sẽ có là một cái lẫy này để các bác lắp vào này. Lắp vào cái ghi đông xe đạp này. Một cái chân sạc này. Và đèn cũng rất là sáng các bác nhé. Các bác có thể dùng từ 3 đến 5 tiếng tùy theo mức độ sạc và mức độ sáng này. Đó, đây. Rất tiện luôn. Có cả còi này. Đấy, rất tiện nhá. Đấy. Còi của nó cũng khá là to luôn đấy các bạn. Còi to lắm. Đó, thấy không? Còi rất là to luôn. Thì dùng con này cũng rất là đã nhá. Đó.
Các bác đi xe đạp thì hay đi tập thể dục trước ban đêm thì dùng con này cho em, rất là tiện luôn. Lên thì em là đèn xe đạp nhá, đèn xe đạp. Giá sẽ là 60.000 cho một con đèn xe đạp như này thôi. Giá của nó chỉ có 60.000 thôi, rất là sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bọc yên bằng da nhá. Nó sẽ là con bọc yên bằng da như này, thì khi các bác dùng thì nó sẽ giúp cho xe của các bác luôn luôn mới nhá. Đấy, luôn luôn mới luôn. Đây, có sẵn như này rồi. Đây, chống nước, chống nóng này. Chống nước, chống nóng rất là ok luôn. Có nước thì là nó sẽ tự trôi đi nhá. Có nước tự trôi đi này. Đấy, và chống nóng rất là tốt luôn. Chống nóng rất là tốt luôn. Thì các bác dùng rất là đã luôn. Chỉ cần là bọc lên cái xe của mình là xong. Các bác không cần phải đi bọc nữa. Không cần phải đi bọc nữa. Giá sẽ là 45.000 cho cái bọc yên bằng da như này. Con này là phù hợp hết các loại xe luôn. Phù hợp hết các loại xe luôn. Chất liệu của nó thì bằng da lộn nhá. Bằng da lộn rất là lì như này. Các bác dùng rất là bền bỉ và sạch sẽ luôn. Các bác nào xe cũ chỉ cần mua cái này về bọc cho em là lại xe lại như mới luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. Đây, lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000. Các bác này, đấy, cái xe của bác đang cũ, các bác bọc cái này vào cho em như mới luôn. Bác thấy không? Đó, như mới luôn. Đấy, chỉ cần bọc vào cho em là xong. Sau đó thắt đai vào. Đó, rất là tiện ích luôn nhá. 45.000 là các bác lại có một cái yên mới luôn, không cần gì phải đụng chạm đến cái xe cũ nữa, rất tiện ích nhá. Đó, thấy chưa? Đó, các bác thấy không? Cái này các bác cần bọc cẩn thận và một tí là nó đẹp đẽ luôn. Chống nước rất tốt này. Đấy, chống nước, chống nóng luôn, các bác thấy không? Đấy, khô ngay lập tức luôn. Lên cho em là bọc yên da, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Các loại xe đều phù hợp hết nhá. Các loại xe đều phù hợp hết các bác. Yên cũ bị nấm mốc này. Đấy, chống nước, chống nóng này, thấy chưa? Đó, rất ngon luôn. Bọc yên da nhá. Giá sẽ là 45.000 một chiếc thôi. Xe đạp, xe máy, các loại xe tay ga yếc đều phù hợp hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái con dao nhá. Thì bên em có hai loại. Đầu tiên nó sẽ là con dao vuông như này. Dao vuông này thì giá sẽ là 150.000. 150.000 cho con dao vuông như này. Hàng của thương hiệu Wattbo, siêu sắc bén luôn. Dọc được cả dây bóng này là các bác biết rồi này. Đấy, dọc cả dây bóng này các bác biết rồi. Con này thì chiều dài của dao sẽ là đi 30 nhá. Phần lưỡi là 18. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao vuông, hàng của Nhật này, Japan, siêu sắc bén luôn. Đó, lên cho em là dao vuông, con này là 150.000 nhá. Đây, độ bén của nó thì nói chung là khỏi phải bàn rồi các bác này. Các bác dùng cẩn thận, kéo đứt tay nhá. Đấy, bén chưa? Các bác theo. Đó, rất bén luôn. Dao vuông 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái mã dao nhọn này. Đấy, con dao nhọn này thì sẽ là 110.000 nhá. Dao nhọn là 110.000. 110.000 cho con dao nhọn như này. Con này cũng siêu bén luôn các bác. Đấy. Đó. Dao nhọn 110.000 các bác này. Đấy. Đây. Kích thước thì hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy. Kích thước này hai con nó cũng bằng nhau thôi. Đấy, rất bén luôn các bác nhá. Rất bén luôn. Hai con đều sắc bén như nhau các bác này. Đều sắc bén như nhau các bác nhá. Đó. Hai loại này thì đều sắc bén như nhau. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đó, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, Japan như này. Đó. Con này thì các bác lên cho em là dao nhọn, giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Nếu các bác lấy combo hai dao, một vuông một nhọn thì giá sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, combo hai dao này. Đấy, mua hai dao nhá. Mua hai con thì sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. 260.000 bao ship luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn, combo hai con, một vuông một nhọn như này. Đấy, combo hai con như này thì giá chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Còn mua lẻ thì con nhọn này sẽ là 101 này. Con nhọn này 101 và con vuông này là 150 nhá. 150. Đó, 150. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái hộp đựng thuốc lá nhá. Đấy, hộp đựng thuốc lá như này. Con này thì sẽ là một cái hộp không thôi. Hộp không có kèm một cái cáp sạc và ưu điểm của nó là có cả bật lửa luôn. Các bác chỉ cần kéo xuống như này là cái bật lửa nó lên này. Đó, bỏ ra là nó tắt, rất là tiện luôn. Thì khi các bác bỏ thêm cái bao thuốc lá vào đây, mình lấy ra này, chỉ cần là kéo xuống như này. Kéo xuống như này, giữ lì cho em là cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, không dùng nữa lại tắt đi. Lên cho em hộp đựng thuốc lá, giá sẽ là 80k cho cái hộp đựng thuốc lá như này nhá. 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ làm vườn nhá. Bộ 4 làm vườn, giá sẽ là 145.000. 145.000 cho 4 món như này. Đấy. Thì bên em có bán là bộ 3 và bộ 4 nhá. Bộ 3 thì sẽ là 100 bộ 3 chiếc thì nó sẽ là 3 chiếc như này nhá. Đấy. Bộ 3 chiếc thì sẽ là 130.000 cho 3 cái như này nhá. 130.000.
Còn các bác lấy thêm một cái này nữa thì giá của nó sẽ là bộ 4. Bộ 4 thì sẽ là 145.000, 145.000 nhá. Đấy. Bộ 4 làm vườn, giá sẽ là 145.000 nhá, 145.000. Có cả bộ 3 nhá. Bộ 3 như này. Bộ 3 thì sẽ là như này. Và bộ 4 thì thêm một con to này nữa. Đấy, ở đây thì sẽ là một cái cào này, một cái cào này, một cái này là cả cuốc cả cào này và một cái xẻng này. Đó, một cái xẻng. Kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là vào 40 nhá. Bản của cái xẻng này là gần 6 cm này. Đấy, bản của cái cuốc này thì bản của cuốc này cũng là 6 cm và bản của cái cào này là 10 cm. Đó, 10 cm. Đây là thông số em đo cho các bác. Ngoài ra thì nếu các bác mua combo 4 cái thì sẽ thêm một cái xẻng to này nữa là 145.000. Đây. Lên cho em là bộ 4 làm vườn 145.000, còn bộ 3 món như này thì sẽ là 130.000. Thì các bác lấy bộ 3 thì lấy, mà lấy bộ 4 thì lấy nữa nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy trà bếp nhá. Đây, nó sẽ là một con máy trà bếp như này. Đấy, đầy đủ các cái đầu trà, đầu chiếc rồi cáp sạc này. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, các bác thấy không? Đây, một con máy trà bếp như này. Các bác dùng để mình trà kỳ cọ bếp rất là ngon luôn. Đó. Lên cho em là máy trà bếp nhá. Đấy, dùng để đánh bàn bếp này rồi là cọ nhà tắm, nhà vệ sinh này. Giá sẽ là 70k nhá. 70k thôi. Máy trà bếp 70.000 cho con máy trà bếp như này. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là một cái sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng của thằng Takasio của Nhật này, Takasio của Nhật made in Japan này. Đó. Con này thì dung lượng pin của nó cực khủng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái cổng để các bác sạc vào điện thoại này và một cổng sạc vào này, đấy một cổng sạc vào. Ngoài ra nó có kèm sẵn dây sạc cho bác luôn. Dung lượng pin của nó sẽ là 20.000 mAh. 20.000 điện cho bà chưa? Dung lượng của nó sẽ là 20.000 mAh này. Đấy. Dung lượng cực khủng luôn. Và giá của nó sẽ là đi cái này bao nhiêu đấy? Pin dự phòng 230.000 nhá. 230.000. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng nhá. Sạc dự phòng này, sạc dự phòng 230.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì em có cho các bác cái combo đó là bàn chải VIP. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bàn chải VIP như này. Giá bao nhiêu nhỉ? 45.000 cho 6 cái bàn chải VIP như này nhá. Lên cho em là bàn chải VIP này. Chất liệu của nó thì của nó là sợi cực kỳ là mềm luôn. Sợi mềm nhưng mà nó lại có cái độ đứng như này. Thì khi các bác dùng thì nó không bị chòe nhá. Đấy, và rất là xịn sò cho các bác luôn. Cầm nắm rất là vừa tay luôn. Lên cho em là bàn chải VIP hộp đựng đàng hoàng. Giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho cái hộp bàn chải VIP như này. Đấy, lên cho em là bàn chải VIP. Giá sẽ là 45k cho một cái set set bàn chải như này. 45k, giá là 6 cái luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tăm nhá. Lên cho em là hộp tăm bạc này, nó sẽ là màu bạc như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng 90.000 một hộp nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng thép này, bằng thép. Bên trong của nó thì bằng nhựa rồi. Các bác chỉ cần ấn lên là nó sẽ lên thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này, nó là hình con mèo đây. Lên cho em là tăm mèo đi. Đó. Tăm mèo này. Tăm mèo. Hình con mèo như này, lên cho em là tăm mèo, giá sẽ là 90.000. Đấy, thì nó sẽ có một cái loại là một loại là bầu và một loại là dài nhá. Một loại bầu, một loại dài như này. Đấy, lên cho em là tăm mèo dài hoặc là tăm mèo bầu nhá. Tăm mèo bầu. Đấy, con này thì nó sẽ bầu hơn một chút này. Nó sẽ bầu. Mà con này thì nó sẽ là hình ống dài như này. Kích thước của nó thì chiều cao là bằng nhau thôi. Chiều cao bằng nhau. Đấy, nhưng mà nó sẽ là một cái loại là chiều cao thì đều là 13cm hết nhá. 13cm hết. Nhưng một loại thì nó sẽ bầu ra. Một loại bầu ra và một loại nó dài như này. Thì lên cho em là tăm mèo bầu hoặc là tăm mèo dài. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một chiếc nhá. 90.000 một chiếc. Bằng thép không rỉ, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Cái này trang trí cho ngôi nhà nhà mình thì cực kỳ xịn sò luôn. Bác nào mà thích phong cách hiện đại thì dùng cái này cho em. Đó, để trên bàn ăn vừa sang vừa xịn. Đấy, chất lượng. Lên cho em là tăm mèo nhá. Tăm mèo bầu, tăm mèo dài. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay tiêu nhá. Máy xay tiêu như này. Đấy. Chuyên để dùng để xay tiêu này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt. Hàng của Katoshi Inox 304 made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là máy xay tiêu, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con xay tiêu như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP rồi. Đấy, các bác xoáy cái này ra cho em này.
Đấy, sau đó thì mình đổ tiêu vào đây cho em, đổ tiêu vào đây. Khi nào mình xay thì mình mới dùng, còn cái này nó có giòn giếc, nó sẽ không bị mất hơi nhá. Hàng của Nhật này, của thương hiệu Katoshi, inox 304, made in Japan. Đó. Các bác xoáy như này, cứ xoáy như này cho em thì cái tiêu nó sẽ rơi xuống cái khay này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp vào đồ ăn luôn. Máy xay tiêu giá sẽ là 100.000 cho con máy xay tiêu như này. Tiếp theo thì em về cho các bác cái giày của xay bằng tay các bác nhá. Đấy, xay bằng tay thôi. Xay tiêu là xay bằng tay các bác nhá. Cái này thì sẽ là giày gì đây? Giày lính Mỹ nhá, giày lính Mỹ, hàng của USA các này, USA. Đấy, hàng của quân đội Mỹ này, Army này, USA nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 290.000 nhá. 390.000, nói to lên. Lên cho em là giày lính Mỹ nhá. Đó. Giày lính Mỹ. Đợt này giá thanh lý cho bác còn là 370.000 thôi. 370.000 cho một đôi giày lính Mỹ. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đế chống trơn trượt này, siêu mềm nhá. Chống trơn trượt nhưng mà rất là mềm này. Đấy, rất mềm luôn các bác thấy không? Đây. Đế của nó chống trơn trượt rất là tốt này. Chất liệu của nó thì nói chung là hàng của lính Mỹ thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng. Con này các bác diện những cái đồ dàn di dàn giếc vào đi combo cho em cực đẹp luôn. Khách hàng đánh giá rất là tốt về chất lượng. Các bác kích thước chân của mình cỡ bao nhiêu thì các bác lấy kích thước bấy nhiêu cho em. Đấy, kích thước chuẩn quốc tế luôn. Giá sẽ là 370.000. Lên mã giúp cho em là giày lính Mỹ 370.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000 đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cam. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây. Đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá, mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác. Các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bác có thể lên TikTok, các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi. Giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá. Một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông. Một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 cho cái mẫu bông lúa vàng như này. 130.000. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá, 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70 cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá, 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái LED kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái LED kim cương này. Đây. LED kim cương như này. Đó,
Thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50 mét nhá, từ 3 đến 50 mét như này. Có điều khiển này, đó, led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc có điều khiển này các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn. Có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là cả đuôi cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi cả đèn công tắc tắt bật lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy. Cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó. Và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây. Như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000. Và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000. Nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây các bác, bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi, giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 120.000 thôi, bật điện lên. 120.000. Lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó. Đây nó sẽ có tấm pin như này và có sẵn cái chân cắm rồi, các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em hoặc là các bác có thể để chỗ nào. Để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt. Và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bác. Đấy. Ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá, rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu lót bồn cầu nhá. Lên cho em là lót bồn cầu, cái này thì nó khá là nhiều màu thì cũng rất là màu sắc rất là đẹp luôn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Cái này thì giá thanh lý cho bác giá chỉ có 40k thôi. Lên cho em là lót bồn cầu, giá sẽ là 40k cho một cái lót bồn cầu như này nhá. Cái này ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là băng dính hai mặt đây rồi. Về nhà các bác chỉ cần bóc ra là mình dán vào cho em là xong. Rất bền bỉ luôn, mùa đông khi các bác đi vệ sinh thì nó sẽ bị lạnh. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó là bằng mút nhá, bằng mút xốp như này thì không bị lạnh này, rồi vệ sinh cái thứ rất là sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Nó lên cho em là lót bồn cầu, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái mã đèn thần tài này. Lên cho em là đèn thần tài, giá của nó sẽ là đi 60k nhá. 60k cho cái đèn thần tài như này thôi. Cái này thì các bác có thể đập tay như này nó sẽ sáng hoặc tắt này, hoặc các bác có thể thổi này. Đó, các bác có thể thổi. Nhưng mà trước khi sử dụng thì phải bật cho em cái công tắc này lên. Đó, bật công tắc này lên nhá. Đó, gõ này sẽ lên này.
và có chiết áp tăng giảm luôn để các bác có thể điều chỉnh độ sáng, độ tối để phù hợp và cũng như là tiết kiệm pin nhá. Đó, và nó sử dụng sạc có kèm cáp sạc luôn. Lên cho em là đèn thần tài, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái đồng hồ led mẫu mới nhá. Mẫu này mẫu cũ nhỉ. Đồng hồ led cũ các bác nhá. Đấy, đồng hồ vẫn tên như thế gì? Đồng hồ led cũ nhá, đồng hồ led cũ. Cái này thì có đầy đủ cho các bác là dây cáp như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đây có dây cáp về cắm vào củ sạc điện thoại này. Đó, nó sẽ cập nhật cho các bác là ngày giờ này, nhiệt độ này, độ ẩm các kiểu luôn. Đó, ngày giờ, nhiệt độ các thứ nhá. Hiện giờ giết đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và con này thì cái diện tích của nó sẽ là chiều dài là đi 16 này, chiều cao là 6 phân và chiều đua ra, chiều rộng của nó là tính cả cái phần này là nó vào khoảng 3 đến 4 phân nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là đồng hồ led cũ này. Giá sẽ là 140.000 nhá. Lên cho em là đồng hồ led cũ. Đồng hồ led cũ này, giá sẽ là 140k. Đấy. Và ngoài ra thì bên shop có cho bác cái mẫu đồng hồ led mới này. Đấy. Thì con này nó sẽ to hơn và số của nó thì nó là thuộc dạng dãy số điện tử. Đấy, dãy số điện tử có chân để như này nhá. Và cũng có cáp kết nối này. Có cáp kết nối cho các bác luôn, cắm cáp vào đây cho em. Đó. Cắm vào đây. Và con này thì nó cũng là kết nối chân USB. Thì về nhà các bác cắm USB vào cho em. Đó, có chân luôn. Có chân, có cáp như này. Đấy. Đây thì em đang cắm vào cái chân của cái đèn pin. Đó, đây. Đấy. Thì nó sẽ là chân USB. Nguồn của nó là nguồn USB nhá, nguồn sạc điện thoại. Đấy. Nó sẽ cập nhật cho các bác là lịch này, nhiệt độ này, rồi ngày tháng đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Có hiển thị số ở đây các bác nhá. Đó. Thì các bác có thể là điều chỉnh này. Đấy, nhiệt độ bây giờ đang là 25 độ C này. Đấy. Rồi là ngày giờ, nói chung là đầy đủ, các bác có thể cài đặt ở đây nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là lên cho em là đồng hồ led mới, giá ưu đãi hơn một chút. Giá của nó sẽ là đi 101 nhá. Đồng hồ led cũ, lên cho em là đồng hồ led cũ, giá sẽ là 110.000 nhá. 110k, 110k. Lên cho em là đồng hồ led cũ. Con này của nó thì nó sẽ to rộng hơn. Đấy. Chiều đây. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 10cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 22-23cm. Đồng hồ led cũ này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nháy 5 chùm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là nháy chùm. Nháy chùm hay là 5 chùm nhỉ? Led 5 chùm à? Led 5 chùm nhá. Con này thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể treo lên cây này hoặc là treo lên trước hiên nhà rất là đẹp. Một bộ của nó thì sẽ là bao gồm là 5 chùm như này. Đấy, dòng này nó là dòng led ngoài trời, các bác dùng thoải mái luôn. Ngoài trời thoải mái, không lo bị mưa rột các bác nhá. Mưa ảnh hưởng đây. Đấy, cắm nó sẽ lên như này. Và đây thì nó sẽ là các cái chùm led như này. Về nhà các bác có thể dỡ ra này. Đấy, dỡ ra như này. Đó, sau đó thì mình treo nó lủng lẳng ở bên dưới cây này rất là đẹp luôn. Đó, dưới tán cây này hoặc dưới hiên nhà này. Đó. Nó sẽ rất là nhiều chế độ nháy khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau. Có sẵn nguồn rồi, sử dụng điện trực tiếp điện 220V, rất là đẹp này. Đó, nó sẽ là một cái chùm led thế này các bác này, một cái chùm led thế này. Ban đêm thì rất là đẹp luôn. Đó, tắt điện cho anh tí nha. Tắt điện này thôi. Đấy. Đây đây đây, đây công tắc ấy. Tắt hết đi. Đây, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy, nó nháy rất là đẹp nhá. Các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác này. Đó. Có các chế độ nháy luôn. Đó. Đây, nháy nhanh, nháy chậm đầy đủ cho các bác luôn. Và mỗi một chùm của nó khi các bác dở ra nó sẽ được như này các bác này. Đó, rất là đẹp, ban đêm thì tuyệt vời luôn. Nhất là cái này treo lên cây rất là hợp nhá. Nó xòe ra như này, trông nó rất là nhẹ nhàng, thanh mảnh và rất là hợp lý. Giá thì sẽ là đi 85k thôi nhá. 85k lên cho em là led chùm. Giá sẽ là 85k nhá. 85.000 cho một cái bộ led chùm như này. Lên cho em là led chùm. Giá sẽ là 85.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu đó là cái Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là led 8 thanh nhá. Led 8 thanh. Giá của nó sẽ là đi 90k nhá. 90k cho cái bộ led 8 thanh như này.
LED 8 thanh. Đây thì nó là một cái dạng LED, nó dạng như là một cái thanh như này. Đó thì thanh dài khoảng 6-70 phân gì đấy các bạn. Đấy, 6-70 phân. LED nháy rất là đẹp luôn. Nó rất nhiều kiểu nháy, nhiều màu nháy. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái cục nguồn như này rồi. Về nhà các bác cứ cắm điện là sử dụng thôi. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó, lên cho em là LED 8 thanh nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, nó có 8 thanh như này. Mỗi thanh của nó thì vào khoảng là 45 đến 50 cent. Đó, đây. Có sẵn một cái cục nguồn như này rồi. Về nhà các bác cứ thế là cắm là mình răng ra trước cửa hoặc là trước hiên hoặc là cây cối hoặc là trong nhà đều được hết. Con này thì giá của nó sẽ là đi 90.000 nhá. 90.000. Lên cho em là LED 8 thanh, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Một đèn một cáp sạc này, hộp đựng các thứ cực xịt sò luôn. Có ấy này, có chống phá kính này. Đấy. Có nam châm hít này, rồi có phá kính này, rồi có sạc ra cho điện thoại này, có còi hú báo cảnh động này. Đây. Có còi hú này, rồi có la bàn này, có còi hú có la bàn này. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, rất tiện ích luôn. Còi hú la bàn các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Chiều dài của con này thì nó sẽ vào khoảng là 21 cm. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là 5-7 cm. Cả cái phần thân này. Đấy, có nam châm hít luôn các bác này. Đấy, nam châm hít luôn. Đầy đủ các kiểu con này điểu luôn. Ánh sáng thì khá là tốt luôn. Ánh sáng khá là tốt luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ là pha dọi này. Đây, công tác của nó đây. Đấy, công tác ở đây. Đấy, pha dọi thì cũng rất là sáng luôn. Các bác thấy không? Pha dọi rất là sáng này. Điểm sáng rất là lớn luôn. Đây các bác này. Đó, pha dọi đây. Ban ngày mà còn như này là ok rồi nhá. Điểm sáng rất là lớn luôn. Pha dọi này. Tiếp theo thì đến cho các bác là cái các bác cứ giữ lì thì nó sẽ là ánh sáng trắng này. Đấy, giữ lì nữa thì nó sẽ là ánh sáng nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, và các bác cứ giữ lì thì nó lại chuyển đèn cho các bác nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi 180.000. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180k cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. 180.000, giá siêu và rẻ luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là thanh mài kéo nhá. Mài kéo đúng không? Lên cho em là mài kéo 20.000. Đây nó sẽ là một cái đầu như này để các bác chuyên dùng để mài kéo cho em. Dùng rất là tiện ích luôn. Lên cho em là mài kéo. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá. Lên cho em là mài kéo này. Mài kéo giá sẽ là 20k thôi. 20.000 cái mài kéo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái gối gối ngải cứu nhá, gối ngải cứu. Con này thì về hả? Con này thì về các bác cắm vào cái chân USB cho em nhá, cắm vào chân USB cho em. Giá sẽ là 100.000. Chiều dài của con gối này thì nó vào khoảng là đi 45 cm. Chiều rộng thì vào khoảng là 13 14 cm. Con này thì nó sẽ là bên trong thì nó có cái dụng cụ để làm nóng này, rồi có ngải cứu này, rất là thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần là đây, đây nó sẽ là các cái loại lá ngải cứu như này và làm nóng rất là tốt luôn nhá. Đó. Về nhà các bác cứ cắm trực tiếp vào chân USB cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, cứ cắm là nó sẽ nóng dần lên, mình dùng nó rất là thích. Đấy, các bác dùng để mình gối đầu, đặc biệt là mùa đông lạnh như này, có công tắc để điều chỉnh tăng giảm ở đây. Đó, giá sẽ là 100.000 cái gối ngải cứu như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái set bàn chải VIP này, 45.000 cho 1 2 3 4 5 6. Lên cho em là set bàn chải VIP, giá sẽ là 45.000 một set như này. Đấy, một set này của nó thì bao gồm là 6 chiếc. Hàng này thì hàng của Nhật nhá, chuyên chống viêm niếu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Nó sẽ là bàn chải VIP, loại VIP rồi. Đó. Con này thì giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 45.000 cho 6 chiếc. Đấy, tính ra là vào chưa đến 10.000. Bao nhiêu nhỉ? 6 nhân nó vào khoảng trên 7.000, trên 7.000 thôi. Bàn chải VIP nhá, set bàn chải VIP chuyên trị viêm nếu lại đau lợi chảy máu trên răng. Set bàn chải VIP 45.000 6 chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ vàng nhá, giá sẽ là 45k. 45k cho một cái con ổ vàng như này. Lên cho em là ổ vàng 45.000. Hàng này cũng là hàng chống va đập này. Ổ vàng này. Đấy, 45.000 này. Đấy, tiếp theo thì ổ này nó cũng là màu vàng. Thì em gọi tên nó là ổ B1 nhá. Ổ B1 như này. Con này thì cũng là chống va đập này, có 1 2 3 chân cắm này. Đó, lên cho em là ổ B1 giá sẽ là ổ B1 65k nhá. 65k cho cái ổ B1 như này.
Đấy, ổ B1 65.000, 3 ổ cắm, 1 đèn báo. Về cả nhà các bác xoáy ốc này ra đấu vào. Nó cũng là hàng chống va đập nhá, đều là hàng chống va đập hết nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ổ đúc này. Ổ đúc thì nó sẽ là dòng ổ đúc 3 chân như này. Giá sẽ là 50.000 cái ổ đúc 3 chân như này. Có đèn báo nhá, 50.000 có đèn báo. Ổ đúc 3 chân các con này thì các bác có thể dùng ở nhà này hoặc là chiến công trình này, cắm cực kỳ là chắc luôn nhá. Ổ đúc 3 chân 50.000. Phích cắm thì giá sẽ là 20.000. Phích cắm này thì có đèn báo luôn. Các bác dùng cắm các loại máy móc đều ok hết. Chân của nó bằng đồng như này nhá. Đó, chân bằng đồng như này. Lên cho em đó là phích cắm nhá. Phích cắm giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước rút tự hãm này. Đầu tiên nó sẽ là con 5m, giá sẽ là 40.000 cho em 5m như này. Đấy. 5m này, 40.000 nhá. Rút ra nó sẽ tự hãm này, rút tự hãm. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, Japan này. Đó. Con 5m này thì giá sẽ là 40.000 này, 40.000. Đó. Tiếp theo là con 7,5m là 50.000. Đây, con này là 7,5m này. Đó, 7,5m, 50.000 nhá. 50.000. Đó. Rút ra tự hãm này các bác, ấn thì nó sẽ vào này. Bản thước to này, độ cứng rất là tốt luôn. Số to rõ ràng này. Đó. Đấy, con này thì sẽ là 7,5m là 50.000. Và con 10m thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em thước 10m thế này. Đó. Rút ra nó tự hãm này, rất là tiện luôn. Đó. Thước rút tự hãm nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là túi túi đựng rau nhá. Đấy, đây túi đựng rau như này. Túi zip để đựng rau. Đấy, nó sẽ là một cái túi sẵn như này các bác này. Đấy. Các bác có thể bỏ rau các cái loại rau thực phẩm. Đấy, thịt thà vào đây đều được hết nhá. Đấy. Túi đựng rau thực phẩm này. Đấy. Thì các bác lên cho em là túi zip đựng rau thực phẩm. Giá thì nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho 3 loại nhá. 40.000 cho 3 loại như này. Đó. 40.000 cho 3 loại như này. Đấy. Nó sẽ có một loại là đi 20 một loại là 27 nhân 28 nhân 20 này. Đấy. Một loại là đi 18 nhân với lại 20 này. Và loại này thì nhỏ hơn. Loại này của nó sẽ là đi 14 nhân 14. Giá là 45.000, hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, 30.000 cho 3 hộp như này. Túi đựng rau nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng rau. Túi đựng rau thịt đều được hết. Đấy, đựng rau thịt túi zip như này. Lên cho em là túi đựng rau hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 30.000 cho 3 bịch như này. Có 3 cỡ khác nhau. Đấy, bán theo lô như này, 30.000 3 bịch này. Tiếp theo thì sẽ là cái đây. Đấy, cái nước hoa Ấn Độ nhá, nước hoa Dubai. Made in Dubai. Giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một hộp như này. 1 2 3 4 5. Đấy. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Một hộp này của nó sẽ là 5 chai, nó là dòng nước hoa chiết siêu thơm luôn. Giá thì siêu hợp lý, chỉ có 50.000 thôi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái đầu chuyển cưa nhá. Cái này thì các bác có thể lắp cưa, lắp vào mũi khoan, máy khoan, máy mài đều được hết nhá, để mình chuyển cưa, mình cưa sắt, cưa gỗ đều được hết. Đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 70.000 nhá. 70.000 cho cái đầu chuyển cưa như này, 70.000. Đó. Đây các bác này, đấy mình lắp vào, mình lắp vào là mình sử dụng thôi. Các bác có thể cắt sắt rồi là cắt các cái loại gỗ đều ok hết nhá. Đấy, thấy chưa? Rất là ngon luôn. Đi cực kỳ là mượt luôn. Được cái mũ kia xem. Đấy, đi rất là mượt luôn. Lấy cả cái mũ nồi này. Đó. Rất là tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Lên cho em đầu chuyển cưa, giá thì chỉ có 70.000 thôi. Tiếp theo thì con đèn 4 cánh nhá. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là đi 40.000. Công suất là 28W. Đèn 4 cánh, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bóng đèn 4 cánh như này. Bỏ ra chỗ cái bóng kia. Tiếp theo thì mẫu mũ nồi này. Mũ nồi 100.000 một chiếc. Bên em có hai màu. Màu nâu và màu đen. Đấy, màu nâu và màu đen. Lên cho em là mũ nồi 100.000 một chiếc, có màu nâu và màu đen nhá. Đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, mùa đông như này các bác đội nó rất là vừa xinh, ấm đầu. Đó. Các bác muốn cái dòng cao cấp hơn một chút thì chúng ta sẽ đến với mũ lưỡi chai, mũ lông lưỡi chai. Đấy, cái này thì nó sẽ là mũ lưỡi chai và có kèm cái lông để đậy tai như này. Các bác không dùng thì mình ấn lên. Đấy, còn các bác dùng thì mình gập nó xuống. Che tai rất là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là mũ lông lưỡi chai, giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái loại siêu VIP hơn. Đấy. Ấm nóng hơn, đó là mũ ông già. Con này thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác này, lông này, chùm tai, chùm mặt này, rồi có cả khẩu trang đi kèm luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là đi
145.000, 105.000 đó. Lên cho em là mũ ông già, giá sẽ là 105k đó, 105.000 cái mũ ông già như này đấy. Thì mũ ông già 105, mũ lưỡi chai là 70.000 và mũ mũ nồi thì giá của nó sẽ là 100.000 tròn đó, 100.000 tròn. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhé. Ngoài ra thì mùa đông đến rồi thì bên shop về cho bác cái mẫu đó là cái quạt sưởi này, giá sẽ là 145.000 cho con quạt sưởi như này, cắm trực tiếp điện 220 này đấy, cắm trực tiếp điện 220 đây đấy, và cảm biến hết nhá. Các bác chỉ cần là chạm vào nút nguồn này nó sẽ lên này đấy. Thứ nhất là nhiệt độ này, nhiệt độ ở đây nó đang báo là 25 độ C này đấy, đang báo là 25 độ C này, có thể tăng giảm nhiệt độ ở đây này đấy, có thể tăng lên tới là 32 độ là cao nhất nhá, và có thể giảm nhiệt độ này, có hẹn giờ này, 1 tiếng này, 2 tiếng, 3 tiếng này, hàng thông minh nhá. Đó, có nút nguồn tắt bật này, rất là ngon luôn, bật phát nóng luôn, bật phát nóng luôn. Các bác có thể để trong nhà tắm này, nhà vệ sinh, toilet này, khi nào mình vào mình ngồi thì mình dùng bật lên này, hoặc là ở bàn làm việc này, hoặc là trong phòng ngủ này. Hàng này cực kỳ là tiện ích luôn đối với chống chọi với mùa đông giá lạnh nhá. Đó, cảm biến nhá, hẹn giờ nhá, hẹn giờ này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đấy, hiện giờ đây nó sẽ có cho các bác là 12 tiếng luôn. Có thể hiện giờ 12 tiếng tăng giảm nhiệt độ. Nói chung con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Ngoài ra thì nó lại có cho các bác là cả điều khiển luôn, biết sợ chứ. Cả điều khiển luôn, sợ không? Các bác có thể dùng trực tiếp qua điều khiển này, không cần phải đi lại nhé. Giá thì chỉ có 145.000 cho một con quạt sưởi này thôi. Em nói thật các bác mua hết, dùng hết mùa đông ném đi cũng được, không quan trọng. 145k lên cho em là quạt sưởi nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn, cầm chắc tay nhá. 145k cho con quạt sưởi như này. Con này các bác nên mua trang bị cho mỗi phòng một chiếc. Đấy, 145.000 lên cho em là quạt sưởi nhá. Đang chuẩn bị rét đến nơi rồi, các bác mua khẩn trương, không còn hàng đâu. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ rất là đẹp luôn. Con này thì giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho cái khay úp cốc như này, siêu đẹp luôn các bác này. Đó. Kích thước của nó thì cơ bản là cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 35cm. Đấy, 40cm, rất dài luôn. Dài 40, rộng của nó là 25. Đấy, 40 rộng 25. Lên cho em là khay úp cốc. Con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000, siêu hạt rẻ luôn. Nó bằng nhựa rất là chắc chắn, rửa giấy vệ sinh rất tiện. Để trên bàn mình úp cốc, khi nào rửa thì mình mang đi hết, hoặc là mình mang đi nguyên cái khay đi đổ cũng được. Tiếp theo thì nó sẽ là một con ổ trắng vuông nhá. Lấy cho em cái ổ trắng, anh cái ổ trắng dài đây. Ổ trắng vuông này là 100.000 cái ổ trắng vuông như này. 100.000. Đấy. Ừ. Thì ở đây nó sẽ có dây, dây này dài khoảng là trên dưới 2 mét nhá. Đấy, trên dưới 2 mét này. Có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo này. Đấy, có đèn báo các bác thấy không? Có đèn báo rất là tiện luôn, vừa làm đèn báo vừa làm đèn ngủ được luôn này. Đó. Và có công tắc đóng ngắt này. Có cho các bác là đi 1 2 3 4 5 6 chân cắm USB luôn. Máy thoải cắm luôn, 6 chân cắm USB, 6 chân cắm điện thoại. Giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho con ổ trắng vuông như này, dây dài khoảng trên dưới 2 mét, thoải mái dùng luôn, ổ trắng vuông nhá. Đấy, thì các bác có thể để trên mặt bàn, mặt tủ mình sử dụng luôn. Chiều rộng là 14 và chiều dài là 18, rất xinh xắn luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ổ trắng xanh này. Ổ này thì lên cho em là ổ trắng xanh nhá, lô thì về màu trắng, lô thì về màu xanh. Lên cho em là ổ trắng xanh nhá. Đấy, ổ trắng xanh, còn kia là ổ trắng không thôi. Ổ trắng xanh, ổ trắng vuông, còn này ổ trắng xanh dài nhá. Giá sẽ là đi 60k thôi, 60.000. Nó sẽ có cho các bác là 3 chân USB và cũng 6 ổ cắm. Có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đèn báo cũng rất là sáng luôn, nhưng mà dây của nó thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Đây, có đèn báo này. Đấy, đèn báo sáng này. Dây nó ngắn hơn một chút thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Đây nó sẽ là một cái máy thái rau như này. Hàng này của nó sẽ là có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại lưỡi tất cả đây. Đấy, combo cho các bác như này. Lưỡi nó ở đây hết rồi. Hỏi chị Giang cái máy thái rau là như thế ghi đây nhỉ. Tất cả các loại lưỡi sẵn như này nhá. Đấy, lưỡi rồi đồ dùng sẵn như này. Cái này là để các bác sập vào mình hoa quả này. Đấy, đây, các loại lưỡi đi kèm như này, dùng rất là tiện luôn. Đó, các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Lên cho em là máy thái rau nhá, máy thái rau. Giá thì bên shop đang
gửi tới các bác cái giá đây, các bác chỉ cần nâng lên này thôi, nó sẽ ra các kiểu dáng cho các bác luôn. Lên trên là máy thay rau. Một bộ nạm 14 chi tiết này mà giá chỉ có mấy chục nghìn thôi các bác ạ. Đây là được làm từ nhựa ABS rất là dày dặn, chứ không phải là cái hàng trôi nổi bằng dính ở ngoài chợ đâu ạ. Mà sử dụng cũng là rất là dễ dàng nha mọi người nhá. Đấy, mỗi một lần ra chúng mình dùng cái gì này, có thì chúng mình chỉ cần tháo cái này ra đấy, xong rồi thay các đầu nạm này vào rất là dễ dàng. Mà có tận 14 chi tiết này, bao gồm này ba cái để mình có thể thái hạt lựu này, to nhỏ này, hai cái để mình thái khoai này, thái nhá, rồi ôi có cả tỉa hoa nữa này. Nếu mà mình thái bình thường ấy thì làm sao mà nó bằng dính với cả nó đẹp được như này ạ. Hai cái để mình có thể thái các cái sợi này, sợi to sợi nhỏ đều đủ cả. Một cái để mình có thể lấy lòng trứng này. Ở của nhà em thì cực kỳ tiện lợi nhá, ở phía dưới này nó có cả một cái rổ như này nữa. Nếu như mình thái xong rồi mình muốn rửa trực tiếp ấy, mình chỉ cần đổ nước vào đây xong mình đổ đi thôi, đấy tiện lắm. Mà giá này sao trên TikTok chỉ có mấy chục nghìn thôi là còn phới ship đến tận nhà. Em để giỏ hàng có sáng mai nhớ các bác nhá. Chưa bao giờ em nghĩ em có thể mua được một bộ nạm 14 chi tiết đó, 14 chi tiết các bác nhá, đa di năng luôn. Các bác cứ lắp lưỡi các thứ vào đây, đấy nó sẽ có rổ đựng các bác, đấy có rổ đựng đầy đủ tạo hình hoa các kiểu con này biểu luôn. Đây, đó, cả mấy cái bộ khay như này. Rất đẹp các bác nhá, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn. Giá thì sẽ là 100k nhá. 100.000 cho cái máy thay rau như này. Đấy, đầy đủ combo cho các bác một cái bộ máy thay rau rất là nhiều chi tiết như này nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Lên cho em là máy thay rau. Giá sẽ là 100k nhá. Máy thay rau 100k cho con máy thay rau như này. Đó. 100k các bác nhá. 100k, đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu chảo 19 nhá, chảo 19. Chảo 19. Con này thì siêu dày luôn và đường kính của nó sẽ là 19 cm. Cho nên là bên em lên cho nó là chảo 19 luôn. Lên cho em là chảo 19 nhá, chảo 19. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có 35.000 thôi. 35.000 trong cái chảo 19 như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chảo 19 này. Chảo 19. Giá sẽ là 35k nhá, 35k. 35.000 cái chảo 19. Ở đây thì nó sẽ có chảo bên em gửi, nó sẽ rời như này và kèm một cái quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp cái quai này vào, sau đó thì mình xoáy ốc vào cho em là xong. Đó, chảo 19. Con này thì dày lắm các bác. Các bác nghe tiếng kêu là đã thấy nó dày rồi. Chảo 19 siêu dày luôn. Giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Chảo 19 35.000. Tiếp theo thì sẽ là một số các cái mã này. Nho khô này. À, táo khô này. Táo khô giá sẽ là 70k nhé. 70k cho một bịch táo khô này. Lên cho em là táo khô này, 70.000 này. Đấy, táo khô của Nhật 70.000 một bịch này. Đó. Quả to đều đẹp, dùng để ngâm rượu này. À, uống trực tiếp hoặc là ăn trực tiếp, hoặc các bác có thể hãm nước uống nhá. 70k cho một bịch táo khô như này. Tiếp theo là sâm, kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm Hàn Quốc. Đấy. Hàng made in Korea, kẹo sâm Hàn Quốc đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000. 90 đúng không? 90k cho một cái gói kẹo sâm như này. 500g nhá, nửa cân. Nửa cân kẹo sâm Hàn Quốc Samsung. Đấy, made in Korea. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo nó sẽ là cái trà sâm Hàn Quốc nhá, cũng hàng made in Korea luôn. Cái này các bác có thể dùng ăn trực tiếp luôn. Ăn trực tiếp hoặc hãm trà uống hoặc là ăn trực tiếp. Một bịch này của nó sẽ là 100 gói, một hộp 100 gói. Giá sẽ là 220.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 220.000 trà sâm của Hàn Quốc made in Korea. Đây các bác này. Đó, rất ngon luôn. Đấy, các bác có thể dùng để ăn trực tiếp. Các bác nào bị mệt mỏi say tàu xe hoặc là ốm mệt dùng cái này cho em, hoặc là các bác bị đi viện về hoặc là sức khỏe giảm sút dùng cái này cho em. Hàng made in Korea các bác này, made in Korea 100% của Hàn Quốc, chiết xuất từ sâm của Hàn Quốc này. Đó. Giá sẽ là 220.000 nhá. 220k. Đấy, một hộp 100 gói luôn. 220.000 hộp 100 gói. Đây, hộp này của nó sẽ là 100 gói, bao ship đến tận nhà thì các bác luôn. Sâm Hàn Quốc. Tiếp theo thì là một con nạo các bác lên cho em là một con mài dao ba khe màu đỏ như này. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130.000. 130k. Mài dao ba khe đỏ, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các nhá. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một con máy mài dao. Con này thì giá sẽ là 70 à? 80.000. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Con này cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó, đây là cái thân máy của nó này. Đấy, các bác lắp vào. Đó, bật điện lên. Đấy, nó hòn đá này nó sẽ chạy nhá. Cắm trực tiếp điện 220 luôn. Lên cho em là máy mài dao 80k thôi. 80.000 cho con máy mài dao như này. Đấy, mài dao mài kéo đều được hết nhá. Mài dao mài kéo đều được hết. Siêu sắc bén luôn. Máy mài dao 80.000.
Tiếp theo nó sẽ là cái mẫu sạc bình ắc quy, có hai mẫu, một mẫu là sạc được cả bình 12, 24 và một mẫu là sạc nguyên bình 12. Sạc nguyên bình 12 là 190k nhá, 190.000. Còn sạc bình cả 12 cả 24 là 290k, 290k. Đó. Con này nó sẽ là sạc được cả bình 12 cả bình 24. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nha và xuất đi rất nhiều nước luôn. Đó, xuất đi rất nhiều nước luôn. Có mẫu sạc bình 12 và sạc bình 12 24. Tức là nếu nhà bác nào nguyên bình 12 thì lấy cho em cái sạc 12 này thôi. Còn nếu có cả bình 12 cả bình 24 thì lấy hai mẫu, lấy cái mẫu cả sạc cả hai. Tiếp theo là cái phao nước nhá. Đấy, bây giờ thì các bác đừng dùng cái phao cơ truyền thống nữa, dùng cho em cái phao này cực kỳ tiện luôn. Đấy, có đầu lọc đầu liếc hẳn hoi và rất đơn giản thôi, các bác chỉ cần xoáy vào nước ngập một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Phao nước giá thì sẽ là 70.000, 70.000 trong cái phao nước này thôi. Đó, lên theo là phao nước nhá, giá sẽ là 70k. Đó, phao nước 70k trong cái phao nước như này. Đó, tiếp theo là cái cục lọc nhá, cục lọc nước giá là 50k thôi, 50.000 cái cục lọc nước như này. Các bác có thể lắp vào các cái đầu như là máy giặt này, bình nóng lạnh này. Đấy, các cái đầu vòi nước mà nhà các bác sợ là nó bị nhiễm bẩn đấy thì các bác lắp vào theo. Và cái này thì các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy được. Đấy, nó sẽ là một cái cục lọc nước này. Lên cho em là cục lọc nước giá chỉ có 50k thôi, 50.000. Tiếp theo là hai mẫu nhá. Một cái mẫu gắp bát đĩa này thì sẽ là 50.000. Cái mẫu gắp bát đĩa này thì bên em bán rất là nhiều rồi, 50.000. Còn cái gắp nóng này thì sẽ là 35.000 nhá. 35k cho cái gắp nóng như này. Con này các bác có thể dùng để gắp nóng này rồi lật cá, lật chiên rán xào nấu đều được ok hết nhá. Đấy, đây. Các bác có thể rán cá mình đưa vào mình kẹp mình lật như này, hoặc là đồ chiên đồ rán rất là tiện. Đấy, nó bằng thép không gỉ nhá, thép không gỉ rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó, vệ sinh môi trường. Giá sẽ là 35.000, 35.000. Còn cái lắp gắp nóng này thì nó bốn món tất cả luôn. Đấy, lên cho em là gắp nóng bát đĩa 50k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái con hộp tăm nhá, hộp tăm. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm đồng nhá. Giá sẽ là 90.000 cái hộp tăm đồng như này. 90k cho một hộp tam đồng như này, rất đẹp các bác này. Đó, hộp tam đồng rất đẹp luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho cái hộp tam đồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái tô vít đa năng 8 trong 1 luôn. Đấy, nó rất là nhiều các cái đầu mũi vít như này. Giá là 80.000, 8 trong 1 luôn. Đấy. Các bác có thể dùng đầu nào thì dùng nhá. Dùng đầu nào thì mình lật lên này. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 8 đầu tô vít luôn, 4 3 khe và 4 lục giáp, rất là tiện. Đó. Thì các bác dùng cái nào các bác cứ lật ra cho em, to nhỏ lớn bé đều được hết nhá, dùng để sửa chữa rất là ok. Tô vít đa năng 8 trong 1, giá là 80k, 80k thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu máy hút bụi này. Đấy, đầu tiên thì con hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, con này chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn, cáp sạc cáp trước đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm xào vào cái đấy, thổi rất là mạnh luôn nhá, có cả hút cả thổi luôn. Đấy, con này thì sẽ là 170.000 nhá, hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy, con này cả hút cả thổi luôn, 170k này. Đó, tiếp theo là một con chạy bằng điện này, chạy bằng điện thì con này giá của nó sẽ là đi $260.000. Con này thì chuyên dùng bằng điện thôi. Đấy, con này thì cũng có cả hút cả thổi luôn, cả hút cả thổi luôn. Đó, các bác cứ đảo chiều đi, một chiều của nó sẽ là thổi, một chiều là hút. Công suất của nó siêu mạnh luôn, công suất của nó siêu mạnh luôn. Đấy, con này chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. À quên, xin lỗi, chạy bằng điện và hút cả thổi luôn. 260.000, 260.000 con này nhá. Tiếp theo là một con hút thổi bụi, con này là cái gì nhỉ, hút thổi bụi đại nhá. À, con này chỉ chuyên hút thôi, con này không thổi được. Con này chuyên hút thôi đúng không? Các bạn này lên cho em là hút bụi đại nhá, hút bụi đại. 450.000. Con này thì nó sẽ là dòng cắm điện và hàng loại to. Hàng loại to các bác nhá, hàng này thì nó sẽ là hàng khủng rồi. 450.000 nhá. Hàng này to lắm. Con này là 450.000.
Đó, 450.000. Đầy đủ đầu hút thân dài như này này. Đấy, thân máy này. Đấy, thân máy này. Con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, máy chắc lắm các, máy nặng trịch luôn. Đây, máy to chắc nặng trịch luôn các bạn. Đấy, đây là cái lẫy của nó này. Các bác chỉ cần là ấn cái này để mình tháo ra này. Ấn cái lẫy này để mình tháo ra này. Đó, nó có cái lẫy ở đây. Sập vào đây các bác này. Đó, sập vào đây kia. Đó, sập thì mình ấn cái lẫy này nó lại sập vào này. Đấy. Công suất của nó 1000W này. Con này hút thổi cực kỳ là khỏe luôn. Hút cực kỳ là khỏe luôn. Con này chỉ chuyên hút thôi. Đấy, dùng bằng điện như này thì nó rất là khỏe. Các bác có thể dùng để mình hút bụi ở nhà này, hoặc là ô tô này, tàu xe này đều ok hết nhá. Đây. Đấy. Rất là nhiều đầu chân hút đi kèm các kiểu con này điều luôn. Giá thì cực kỳ là hợp lý nhá. Một con hút thổi bụi như này, giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Hàng loại đại siêu khủng luôn. Đấy, hàng đại siêu khủng luôn. Đấy, hút bụi cực kỳ là ngon luôn nhá. Các loại hút được hết nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn nam châm nhá. Đây, nó sẽ là một con đèn nam châm như này. Đấy, nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu của nó sẽ là 10 bóng và mẫu này của em là 20 bóng nhá, 20 bóng LED. Có nam châm hít như này nhá, có nam châm hít như này. Các bác có thể xoay này. Đấy, đảo hướng các kiểu con này điều luôn để mình dùng làm đèn học, đèn nhiếc các kiểu luôn. Lên cho em là đèn nam châm. Giá của nó sẽ là đi 60 giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho con đèn nam châm như này. Đó. Lên cho em là đèn nam châm 65.000. 65.000 cho con đèn nam châm như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái nam châm hít này. Đấy, sẽ có cho các bác là dây dài đâu đó nó vào khoảng là đi 1 mét, hơn 1 mét một chút. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để vào máy may này, hoặc là dùng ở đâu cũng được, nó rất là tiện. Khi mà các bác nhỡ việc thì các bác dùng con này cho em. Đây. Đấy. Ví dụ đây nhá, đặt vào cái là nó có nam châm hít luôn. Cắm trực tiếp cho em điện 220 này. Đó, có công tắc tắt bật này. Đây. Rất sáng luôn các bác nhá. Đây. Đấy. Có nam châm hít thì nó rất là tiện. Đấy các bác theo. Đây nhá. Có nam châm hít này, đặt vào cái là nam châm nó sẽ hít này. Đây, nam châm hít này. Đó, và các bác có thể xoay nhá. Xoay cái này. Đó. Nam châm hít và mình có thể xoay. Đây. Nam châm nó hít rất chặt luôn. Đấy. Nam châm hít rất chặt luôn. Đấy, các bác có thể xoay này. Đấy. Xoay đảo hướng luôn, có công tắc đóng ngắt này. Rất là tiện. Sơ cua. Đó, mình cần chỗ nào cần tăng cường ánh sáng thì mình dùng con nào chị em. Đấy, dùng để học bài này hoặc làm việc này, rất là tiện nhá. Dây cũng khá là dài luôn, có nam châm hít như này. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 65.000 thôi. 65.000 cho con đèn nam châm như này.